Doanh nghiệp lao đao vì thiếu người làm việc. Việc xuất hiện ngày càng nhiều ca nhiễm buộc các doanh nghiệp phải thay đổi phương án sản xuất, bố trí lại lực lượng lao động để bảo đảm các hợp đồng đã ký với khách hàng. Thời gian gần đây, mỗi ngày, thành phố Hà Nội ghi nhận trên 10.000 ca mắc COVID-19. Trên thực tế, con số này cao hơn nhiều. Người người cách ly, nhà nhà cách ly đã khiến không ít doanh nghiệp lao đao vì thiếu nhân lực làm việc. Không ít công nhân công nghệ đã khó khăn càng khó khăn hơn bởi phải cách ly liên tục, không thể đi làm. Cuộc sống đảo lộn. Mới đây, bố mẹ chồng chị Nguyễn Thu Huyền, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội phát hiện mắc COVID-19 là F1. Chị Huyền xin công ty cho nghỉ ở nhà để cách ly, theo dõi sức khỏe. Được tư vấn của người có chuyên môn, các thành viên trong gia đình chị thực hiện nghiêm việc cách ly với F0 và thường xuyên khử khuẩn với hy vọng sau từ 7 đến 10 ngày thì bố mẹ chồng khỏi bệnh. Thế nhưng, một tuần sau đó thì chồng chị và con trai bắt đầu có biểu hiện ho, sốt, đau họng, test nhanh có kết quả dương tính. Tôi phải tiếp tục xin nghỉ làm để chăm sóc cả nhà và xác định tinh thần là mình cũng sẽ trở thành F0, chị Huyền nói. Đúng như dự đoán, chỉ vài ngày sau đó, chị Huyền test nhanh thì phát hiện mình đã dương tính. Do quá tải F0, y tế địa phương không chăm sóc được hết nên gia đình chị phải tự túc thuốc men, chi tiêu ăn uống tốn kém. Đã thấy việc nghỉ làm liên tục khiến vợ chồng chị không có thu nhập, cuộc sống vô cùng khó khăn. Cũng chung hoàn cảnh như trên, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cũng liên tiếp có người mắc COVID-19 khiến chị không được làm việc trực tiếp hàng tháng nay. Để chăm sóc chồng và con, chị xin công ty cho làm việc online tại nhà. Dù thu nhập vẫn bảo đảm nhưng việc phải cách ly liên tục cùng nỗi lo trở thành F0 khiến chị rất mệt mỏi về tinh thần. Xoay sở đủ cách, số công nghệ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Buộc các trainer phải thay đổi các phương án sản xuất để bảo đảm những hợp đồng đã ký với khách hàng. Bên cạnh đó, các trainer đã tiếp tục đề ra giải pháp khắc phục sự thiếu hụt lao động như điều động nhân sự tại các bộ phận, phân xưởng hỗ trợ cho nhau, bố trí công nghệ làm thêm giờ. Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lister Việt Nam, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, cho biết dịch bệnh lây lan nhanh chóng đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của trainer. Hiện tại, công ty có 523 trên 2.235 người lao động NLD đang thực hiện cách ly, trong đó có 298 F0 và 225 F1. Để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực làm việc, chúng tôi phải tăng giờ làm thêm và sắp xếp lại kế hoạch sản xuất, chia các mã hàng theo thứ tự ưu tiên. Việc gia tăng F0 không chỉ khiến năng lực sản xuất bị giảm mà còn làm tăng chi phí làm thêm giờ. Hỗ trợ lương cho đối tượng cách ly nên trainer gặp rất nhiều khó khăn, ông Toản nói. Ông Toản cũng bày tỏ hy vọng đỉnh dịch sẽ qua nhanh và cho biết thêm hiện 99% người lao động tại công ty đã tiêm mũi 3. Dịch bệnh căng thẳng cũng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết tính từ ngày 17 tháng 2 đến nay, lúc cao điểm, số ca F0 tại Gen lên tới trên 50%. Dù khó khăn chồng chất, lãnh đạo công ty đã cố gắng tìm mọi giải pháp để duy trì sản xuất, bảo đảm không bị đứt gãy. Chúng tôi tăng giờ làm thêm và bố trí thu gọn dây chuyền sản xuất theo số lượng người có thể đi làm, bảo đảm việc sản xuất vẫn được duy trì liên tục. Đến nay, tình hình đang dần ổn định khi nhiều công nghệ khỏi bệnh và trở lại làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Giang cho biết. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Việt Pacific, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, trên 50% trong tổng số 1.350 công nghệ đang nghỉ cách ly theo diện F0 và F1 khiến dây chuyền sản xuất thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, ảnh hưởng đến năng lực sản xuất và tiến độ giao hàng. Chúng tôi buộc phải thực hiện giải pháp tăng thêm thời gian làm việc, điều này đồng nghĩa với việc trainer tăng gánh nặng chi phí làm thêm giờ, tiền ăn ca, hỗ trợ người lao động. Dịch bệnh gia tăng nhanh chóng khiến trainer rất khó khăn, ông Huy nói, bố trí lực lượng sản xuất hợp lý. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho rằng số lượng người lao động là F0 tăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của GN. Nhưng hiện nay, đa số người dân đã được tiêm 3 mũi vaccine nên thời gian khỏi bệnh nhanh, chỉ trong 5 đến 7 ngày. Để giải quyết việc thiếu hụt tạm thời mà tuyển dụng sẽ dẫn đến dư thừa lực lượng lao động, GN phải chủ động bố trí lực lượng sản xuất hợp lý. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!